xì vả tím tèo và chọn là thì mí một Vâng, chào mừng các bạn, chúng ta đến với cả trận thi đấu thứ 5 các bạn. Trên mình của tại này là game thủ Terran đến từ team Gina Winwing, Terran thứ 2, anh Q Cooler hay gì đó. Vâng, đây anh ở đây, anh đeo kính đây. Còn đây là game thủ Protoss của team MVP, anh Super. Ở trận đấu The Hobbit Chap 1 War Incoming ở game đấu thứ 4 trước thì Super đã chiến thắng trước Maru rồi. Anh ấy đã suýt nữa anh ấy đã giải được cái lời nguyền của trận chung kết SPL. Tí nữa thì 4-0. Anh Q anh Terran này được đưa ra để có thể là thử sức Super trước khi mà LOS ra ra trận đấy ạ. LOS hiện nay là game thủ Protoss mạnh nhất của team Gine rồi. Nên tôi nghĩ rằng là anh ấy đang được làm át chủ bài đứng phía sau. Xem mà trận đấu lần này thì anh Super sẽ thi đấu như nào. Rồi từ cái dữ liệu từ trận đấu lần này thì LOS sẽ được huấn luyện viên chỉ điểm xem là sẽ nên lên chơi trò gì. Nên chơi cái trò gì thì nó sẽ hợp lý hơn. Gì ạ? vừa có mấy thanh niên nghe lời xúi dại của mình à, động chạm vào vào tím tèo à, dại thế. Khổ thân mấy thanh niên thật. Tím tèo với là tím to lộng quyền lắm. Mình thanh niên ngổ ngáo ở trên chat room. Gặp thím to với cả thím tèo là xác định luôn đấy. Hiện nay thì chúng ta đang ở trên map Outboxer, map đấu thứ 5 của ngày hôm nay. Chúng ta nhìn thấy rằng thì Protoss đã ăn một ga, một gate. Semantic Core sắp sửa hoàn thành xong. Đây nếu tôi không nhầm thì đây là build một gate expand của Protoss. Terran nó đặt xuống mỏ 2 rồi. Vâng, có vẻ là cả hai bên đều không muốn kết thúc trận đấu quá sớm. Cả Super thì cũng chắc là cũng rất là cẩn thận trước anh Terran này. Đây anh ấy chơi cái trò này. Với cái việc mà có hai mỏ như này có nghĩa là Protoss sẽ có một tech building sau khi họ đặt xuống được cái mỏ 2 cho mình. Super thì tôi cũng không được xem anh ấy thi đấu nhiều cho lắm đâu. Chủ yếu toàn thấy anh ấy đánh PvP thôi, không biết là PvT anh ấy đánh như nào. Tuy nhiên là cái map Outboxer này thì là một cái map gọi là nào nhỉ? Nó cũng không phải là một cái map có lợi cho Blink Stalker, cho nên khả năng rất lớn. Không, hình như không phải. Hình như anh ấy vẫn đang lên Blink Stalker thật. Thì anh ấy đang warp ra một con Stalker kia. Và Poto đã đặt xuống một cái proxy pylon ở vị trí mỏ phía 6 giờ ạ. Không biết rằng Poto của tao chuẩn bị đặt một cái gì ở đó đây. Hay anh ấy định chơi DT. Có thể là lên Twilight Castle sau đó lên DT cũng nên. Tuy nhiên là tôi thì vẫn đang nghiêng về cái hướng Blink Stalker hơn. Hiện nay thì còn đây rồi, Reaper đây rồi, lên rồi. Bị Stalker và Massive Call đuổi ra ngoài rồi. Vâng, bây giờ là sao đây? Vâng, Stargate ạ. Stargate đã đặt xuống ở vị trí hướng 6 giờ rồi. Như vậy là Super tiếp tục sử dụng Oracle. Có biết anh ấy có định lên 3 Oracle tiếp hay không đây? Hiện nay cái trò Mad Oracle đang là một trong những cái trò được các game thủ Protoss rất là ưa dùng. Chúng thấy rằng là Super đang rất là cẩn thận, tức là anh ấy đưa quân đội của mình ra để mà phòng ngự, không cho cái con Reaper này lẻn được vào bên trong nhà để có thể giấu build. Tuy nhiên là cho nên là anh coi như là có thể nói nếu nói về đòn tâm lý thì có nghĩa là anh Super đang thu hút tất cả mọi sự chú ý của Terran và bên trong bên bay của mình. Trong khi đó anh lại đặt Starport ở phía bên ngoài, Stargate ở phía bên ngoài để có thể lên Orca. Bây giờ thì thời điểm này thì có lẽ là anh Terran cũng bắt đầu cảm nhận được cái gì đấy khi mà mình không phát hiện ra được ý đồ của đối phương. Anh ấy đã đưa Marine và Mauler vào phía bên trong bên bay rồi. Vâng, đây rồi, con này đã lên nơi rồi. Nhìn thấy không nhìn thấy gì cả. Vâng, rất là bất thường.
Nó sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi. Vâng, bỏ mạng đây rồi. Có nghĩa là tên là ta sẽ cần một pha scan ở vị trí mỏ 2 của Protoss để xem là đối phương đã làm cái gì ở đó. Này, Orc đã đi nửa đường rồi. Mục tiêu của nó sẽ là ở vị trí mỏ 2 này. Mỏ 2 này đang có gì đây? Vâng, tên đang đặt một băng cờ ở đây. Orc lao lên rồi, 1 kill rồi, 2 kill rồi. Vâng, Marine đang có mặt ở đây. 3 rồi, 4 rồi. Vâng, xong, rút ra ngoài thôi. Protoss của chúng ta hiện nay ăn ôi mà cả mỏ 3 rồi thưa bạn. Protoss đặt luôn mỏ 3 cho mình thưa bạn. Quá liều lĩnh. Quá liều lĩnh rồi. Thời điểm này không phải là thời điểm mà Protoss nên đặt mỏ 3, tại vì như các bạn biết rằng sau khi lên Orc Stargate thì quân đội của Super sẽ không có gì nhiều cả. Nếu như thời điểm này bây giờ mà anh Terran mà push sang này cực kỳ nguy hiểm đây. Hiện nay chúng ta nhìn thấy Orc vẫn đang harass ở viêm trong, nó đã có 7 kill rồi, đã bắt được 7 con SCV rồi. Bắt được 7 con SCV rồi. Có thể nói là một tổn thất cũng một tổn thất nhỏ nhỏ của Terran. Như bạn thấy hiện nay số lượng prop của Protoss bây giờ là 47, trong đó Terran nó có chỉ có 28 con thôi. Còn nói là hiện nay thì lượng income của Terran chắc thì bằng khoảng tầm 2/5 của Super mà thôi, của Protoss đấy ạ. Hiện nay Protoss anh ấy đã bắt đầu lên Blink Stalker rồi. Hiện nay thời điểm này đang là bao nhiêu phút kìa? Vâng, 6 phút ạ, thì bắt đầu là Terran 8 phút rồi. Terran bắt đầu push ra, bắt đầu push quân ra. Đang đưa khá nhiều Marine lên ở vị trí phía trên này. Cái mỏ này, mỏ thứ tư này của mỏ thứ ba này của Protoss, tôi nghĩ chắc là nên cancel luôn. Chứ bây giờ vẫn hoàn thành như này thì Massive Core còn phải chuẩn bị bật Protoss màu trắng ngay bây giờ. Vâng, Massive Core có mặt ở đây rồi, bật Protoss màu trắng thôi. Bật lên, làm gì đây? Ui, Marine đã ra nơi rồi. Đây rồi, bật rồi. Vâng, Marine rút ra ngoài, tuy nhiên là vẫn rất cứng nữa bạn. Vâng, lao vào luôn. Chờ là Massive Core này. Tham Warp đâu? Tham Warp xong rồi, mất rồi. Vâng, bây giờ thì cái này mất rồi, mất mỏ rồi. Đó, các bạn thấy không? Liều quá liều luôn. 3 Fog Field chỉ bắt một con Marine. Vâng. Không hiểu nổi nữa. Hiện nay Super đánh cái này thì quá liều lĩnh rồi. Hiện nay Blink Stalker đã hoàn thành được khoảng tầm 70% rồi, 70-80% rồi. Terran sau khi mà bắt được mỏ thứ phá được mỏ thứ tư, mỏ thứ ba của Protoss đã bắt đầu đưa quân của mình trở về. Đưa quân trở về thời điểm này thì cũng hợp lý thôi. Tuy nhiên anh ấy cần phải hết sức cẩn thận trước cái con Orc. Orc lúc nãy của Super bây giờ vẫn còn nguyên máu thôi bạn, chỉ mất có một chút plasma shield mà thôi. Nó đã quay trở lại rồi. Úi giời, gặp Turret rồi. Thôi rút ra ngoài thôi, hiện nay đã mất hết tất cả plasma shield rồi. Bị bắn đến tận máu rồi, bây giờ mà chỉ cần Turret bắn cho một phát là coi như vỡ mồm. Đây rồi. Mới bắt được con Orc rồi. Bây giờ thì Protoss vâng đã bắt đầu đặt xuống vị trí mỏ thứ ba cho mình, và anh có vẻ đang chuẩn bị put quân lên với Stalker, Blink và Sentry. Massive đã được mua trở lại rồi. Và bây giờ thì Proton đặt xuống cho mình một cái nhà Robotic Facility. Thời điểm này thì Terran anh ấy đang bắt đầu nâng cấp Combat Seal, nâng cấp Slow cho Mauder cùng với cái cộng 1 tấn công sắp sửa hoàn thành xong rồi. Steam tôi nghĩ chắc hình như Terran hoàn thành xong từ nãy rồi sao ấy, chứ tôi cũng chưa nhìn thấy Steam đâu. À đây rồi, đúng không? Có Steam rồi. Terran đã bật put lên. Hiện nay Army Supply của Terran đang là khoảng tầm 56, nhưng mà đầu Proton chỉ có 40 mà thôi. Một pha Blink ngân phải Blink ngay rồi, Blink rồi. Đã Blink trở về rồi. Hôm nay về lượng Army Supply thì Terran đang của chúng ta hoàn toàn có lợi hơn. Tuy nhiên số lượng Mavac của anh ấy không có nhiều. Không có nhiều Mavac thì có nghĩa là anh ấy không thể nào hồi máu cho toàn bộ quân đội của anh ấy được. Mặc dù tại vì khi là Steam, như các bạn biết đấy, Steam lên thì nó sẽ mất máu. Hiện nay đang có 2 Mavac ở đây cùng với cả 2 con Widow Mine. Vâng, một pha Blink về rồi. Terran bắt Steam lên rồi, đang bắt đầu lao lên. Tôi nhìn thấy là có đến 5 con Mauder đang ở đây. Mauder là unit gây đam rất lớn lên những cái con như kiểu là Zealot và cả Stalker nữa. Stalker mà đối đầu với cả Mauder khá mệt đây. Thêm Stalker đang được đưa lên. Terran của chúng ta này đã bắt đầu hạ những cái con Widow Mine xuống rồi. Vâng, Sentry giờ đã bắt đầu đưa lên rồi. Zealot đang có một vâng tầm bắn đang đi quá xa. Vâng, Sentry đâu Fog Field rồi. 2 Fog Field rồi, quá đẹp rồi. Widow Mine đã bắn rồi, xong rồi. Bây giờ sao đây? Zealot đâu? Zealot bao sát sát rồi. Tuy nhiên số lượng Zealot đã mất quá nhanh rồi. Chúng ta nhìn thấy rằng đây một pha binh nữa. Vâng, đang bắt những con này rồi. Ôi rồi, phát nữa. Một con Mauder đang bị truy sát rồi. Phải không? Hạ gục xong được con Mauder rồi. Một pha. Ôi rồi, Widow Mine. Ui rồi ơi. Xong rồi, vâng, Widow bắn một quả quá chất lượng rồi. 3 Fog Field nữa, 4 Fog Field rồi. Còn hiện nay quân đội của Terran đấy coi như kẹt lại ở đây rồi. Tuy nhiên Terran quân Infox đã lên nơi và đã bầu put lên rồi. Có vẻ Sentry sẽ bỏ mạng hết hoàn toàn đây rồi. Vâng, một con Mewler được hạ xuống rồi. Còn xác định là hiện nay Terran của ta có thể giành chiến thắng được rồi. Anh ấy đang lao lên, anh ấy không có Mavac ở vị trí phía sau. Hai Widow Mine vẫn còn ở vị trí phía trên này. Ôi Zealot, Observer rồi. Một phát, vâng, đã bắn rồi. Proton chúng ta cần phải rút trở về thôi. Bây giờ cần phải chờ vào sự hỗ trợ của Massive Core để bật Proton vào trạng để có thể phòng ngự thôi. Bây giờ mà lao lên là cực kỳ nguy hiểm. Tôi không nhìn thấy con Massive Core đâu cả. Hiện nay Proton chúng ta đang mua ra một con Immortal, và Immortal bây giờ là cực kỳ cần thiết. Tuy nhiên là bây giờ sao đây? Vâng, quân đội của Proton hiện nay đang rất mạnh ở vị trí phía trên này. Nhưng tuy nhiên Terran đã bắt đầu đẩy thêm những con Widowmine rồi. Hiện nay tôi nhìn thấy là nó khoảng tầm
6 con Widowmine đang có mặt ở vị trí phía trên này. Anh ấy đang bắt đầu đẩy dần Widowmine lên phía trên này, không cần tăng nữa. Maoder đang lao lên, Maoder lao lên. Maoder đã phá xong được cái nhà ga rồi. Đang bắt đầu target vào cái Nexus này. Nexus này không có massive core ở đây, còn bật Proton Mark chạc. Cũng như xác định là mất mỏ này đi. Maoder Immortal đang lao lên. Không được rồi. Vâng, ba Fog Fuel rồi. Thì sao đây? Quân đội của Proton hiện nay đang rất mỏng ở đây. Immortal đã lên nơi Immortal đang bắt đầu đẩy lùi đạo quân này của Terran. Thêm rượu đang được đưa lên nhưng mà cần phải Blink Stalker đi để cần phải bảo kê cho Stalker thế này. Không được rồi. Widowmine vẫn bắn được bạn. Và Uzi Lord sẽ đã chém. Chém đang ngồi chém Widowmine. Thôi xong rồi, mất con Immortal rồi. Jesus.